Hôm nay tôi tiếp tục bài học về chương trình sử dụng bản tính cổ Trung Hoa. Thì trước khi bắt đầu bài học của hôm nay, tôi giới thiệu cho các bạn hai website. Website đầu tiên như các bạn thấy đó là sorobanism.org, và một website thứ hai như các bạn đang thấy trước mắt đó là ibkcmaster.com. Đây là hai website có cái lượng cộng đồng, những cái member mà chuyên sử dụng cái bản tính cổ rất là lớn ở trên thế giới. Thì ở trên cái trang web soroban.asm các bạn thấy nó có một số cái menu, chẳng hạn như là generator, tutorial và software. Generator thì đây là những cái bài kiểm tra, cái bài test có sẵn, chúng ta thích đào về ở dạng PDF. Còn cái level đây là các cấp độ. Ví dụ như tôi đã đào về sẵn một cái file như này, ở đây nó ra một cái bài test đánh số và cuối cùng là cái đáp án. Sau khi chúng ta làm ở trên đây và chúng ta tra cái đáp án ở dưới đây xem nó có đúng hay không. Còn một cái mục nữa rất là hay, đó là cái mục tutorial. Tutorial nó ở đây nó có một cái bản tính ở cái dạng là chương trình giả lập. Nếu các bạn có điều kiện mua một cái bản tính thật ở bên ngoài thì tốt, còn nếu không thì các bạn không có điều kiện thì bạn dùng một cái bản tính có cái chế độ giả lập rất là hay như này. Và một cái mục thứ ba nữa đó là cái mục software. Mục software thì khi mà chúng ta vô đây, chúng ta download cái gói cài đặt, gói cài đặt 69, thì chạy lên thì nó có một cái phần mềm như thế này để nó test cái khả năng tính toán của chúng ta. Tôi ví dụ tôi bấm vào star như này thì nó ra con số 53 trừ 52, thì đáp án cuối cùng ở đây là bao nhiêu, chúng ta gõ ở đây bấm check đó thì đúng hay sai và trong cái thời gian bao nhiêu lâu. Thì với sự trợ giúp của phần mềm này thì nó có thể nó hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong cái việc tính toán. Đó là cái phần software trong cái trang web là soroban.asm.org. Một cái trang web thứ hai nữa có một cái cộng đồng người dùng cái bản tính cổ này rất là lớn, đó là trang web ibkcmaster.com. Đây là một cái tổ chức giáo dục toàn cầu ở Malaysia rất là lớn. Thì ở dưới đây nó có một vài cái video demo giới thiệu cũng như là nguyên tắc tính toán, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Rồi. Thì hôm nay thì tôi bắt đầu cái bài hướng dẫn lý thuyết tiếp theo, là bài hướng dẫn lý thuyết số 2. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phép tính đầu tiên, đó là cái phép tính cộng. Rồi thì tôi nói lại cái bài hôm trước thì tôi đã nói đến cái chỗ rất là quan trọng, đó là một cái bản tính cổ như thế này và chúng ta setup một con số như này như thế nào. Tôi nói ví dụ ở đây tôi đặt một con số như thế này là số bao nhiêu các bạn ạ? Nhà số như là số 27, thì ở phía dưới đây nó có hiện cái số 27 như cho ta như này. Thì bắt đầu tôi lấy một cái phép toán. Tôi lấy một cái phép toán cơ bản đầu tiên, đó là phép cộng. Tôi nói ví dụ tôi muốn cộng một cái số, ví dụ 17, mà tôi cộng với cả 31. Thì nguyên tắc đầu tiên, cái bước đầu tiên các bạn nhớ quy ước nhé, thì nó lấy cái số hàng chục, nó cộng với số hàng chục trước, rồi sau đó nó lấy số hàng đơn vị, nó cộng số hàng đơn vị. Đây là nguyên tắc tính toán hơi ngược so với các cái phép toán thông thường chúng ta học phổ thông. Thì chúng ta học phổ thông ấy, thì bình thường là chúng ta lấy hàng đơn vị, chúng ta cộng hàng đơn vị. Nếu mà dư rồi thì con số dư thì chúng ta đưa qua hàng chục và cộng hàng chục. Nhưng mà không, với cả cái phương pháp tính toán này thì chúng ta phải lấy con số hàng chục, chúng ta cộng hàng chục trước. Nếu mà cái số tính toán của ta có con số hàng trăm hoặc ngàn, hàng ngàn, hàng triệu gì đó, thì chúng ta phải ưu tiên chúng ta cộng con số ở ngoài cùng bên tay trái này trước. Đó, các bạn lưu ý. Thì tôi sẽ thực hiện một cái phép tính. Tôi lấy 17 mà tôi cộng cho là 21. Các bạn thử xem tôi sẽ tính toán như thế nào nhé. Rồi đầu tiên các bạn nhìn với bảng tính ở đây. Đầu tiên là 17 là tôi đặt như thế này đúng không ạ? Rồi. Rồi tiếp theo nó tôi cộng cho 21, như vậy là số 2 tôi phải cộng vô hàng chục, như 2 hàng chục vào một hạt như này. Mình đã quy ước rồi là một hạt là một đơn vị, 2 tôi cộng vào đây, như này là 2. Cộng vào đơn vị, số 1 tôi cộng vào đây. Số 1 tôi cộng vào đây.
Rồi như vậy là 17 cộng 21, như vậy kết quả ra là 38. Rồi thế bây giờ tôi cộng một con số mà nó có một cái phép dư. Nó có một cái phép dư thì các bạn xem tôi sẽ xử lý như nào nhé. Thì tôi lấy 17. Rồi bây giờ 17. Rồi. Tôi cộng đi cho là 38. 17 các bạn đấy nhé. Đầu tiên tôi đặt số 17 như vô bảng tính này, tôi cộng 38. Rồi 3 tôi cộng vô đây, như vậy là 1, 2, 3, 3, 3 này lên 8. Thì chúng ta thấy ở đây nó mới có hai hạt thôi. Như vậy 8 nữa ta phải xử lý như nào? Thì chúng ta biết rồi, ở bên đây là hàng chục đúng không ạ? Thì ta hạ xuống 5, giảm xuống 4. Như vậy là mình đã cộng 10 vô đây rồi. Cộng 10 vô đây rồi, như vậy 8 đúng không? Ta phải hạ thêm 2. 10 chia 2 là 8 đúng không ạ? Như vậy kết quả cuối cùng là ra con số 55. Và bây giờ tôi lấy ví dụ tiếp theo, tôi cộng một con số 69 mà tôi cộng cho 73. Đầu tiên tôi thiết lập con số 69 ở đây và 3 ở đây. 69, 69. Đây, số ở đây nó thể hiện số 69 cộng cho 73. Như vậy là ở đây chỉ còn 3 thôi, chỉ còn 3 đơn vị thôi. Như vậy tôi cộng 7, vậy mình lấy về đâu? 7 như vậy ở đây là 100 đúng không ạ? 100. Như vậy là lên đây là 100 rồi. Như vậy để cho ra thành 7, giảm như này là giảm 5. Như vậy là 10 mà 100 mà trừ cho 50 là còn 50, cộng cho 2 nữa là 7. À, chúng ta cứ cứ mặc định ở đây là 7, đây là 100, giảm đây là 50, vậy còn 50 mà cộng cho 20 nữa là 7. Như vậy 10 trừ cho 5 còn 5 mà cộng cho 2 là 7. Rồi ví dụ 3 đây tôi cộng sao? Ở đây tôi đẩy đến đây là 10. 10 mà tôi phải trừ cho 7 ra. Đó, 10 trừ 7 còn 3. Như vậy đáp số cuối cùng là 142. Như vậy là với cái bài học lý thuyết này, chúng ta có thể xử lý được một số cái phép tính cộng. Ví dụ tôi cộng cái con số đầu tiên ở đây cho các bạn coi. 32 cộng 19 cộng 76 cộng 92 cộng 96 cộng 74 cộng 41 và cộng 38. Các bạn xem tôi nha. Đầu tiên tôi thiết lập con số 32. 32. Rồi. Cộng 19 cộng 76 10. 10 đây. Như vậy là 9 mình phải cộng vào hàng đơn vị mà đơn vị chúng ta mới có còn 7 à. Như vậy chúng ta phải vay đây. Xuống này là 5, giảm này là 4. Như vậy là 10. 10 chúng ta phải bớt 1 ở đây nữa là 9. 7, 6, 7 tôi cộng vào hàng chục. Đây là nên đây là 10. 10 trừ 5 còn 5 cộng 2 là 7, 6. 9, 2, 9, 6. 9 cộng vào hàng chục. 9 lên đây là 10 giảm 1 là 9, 2. 9 cộng vào hàng chục lên 10 giảm 1 là 9, 6, 10 lên đây, 10 lên đây 6 thì ta phải giảm 4, 7, 4, 7 ta vào đây 7, 4, 4, 1, 3, 8, 4 ta vào đây thì ta đây lên 10 giảm 6 là 4, 1 vào đây người ta lên 10 và giảm 9. 4, 1, 3, 8. 3 vô đây. 3 vô đây là xuống 5 giảm 2 là 3. Và 8 vô đây, 8. Rồi như vậy đáp số cuối cùng là 468. Chúng ta thấy đáp án để trùng khớp với đáp án. Rồi bài học đến đây là tôi đã hướng dẫn xong các bạn phép tính cộng ở trên bảng tính cổ.